Trước khi vào xử lý cảnh đêm, chúng ta hãy cùng nhau khám phá vài hiệu ứng đặc biệt. Đầu tiên, các bạn di chuyển trỏ chuột về tab Object và chọn vào phần Lighting. Bấm vào đây. Các bạn chuyển qua tab này. Chúng ta có hiệu ứng Text. Phần Text này chủ yếu chúng ta để ghi chú, nhưng tôi nghĩ rằng nó không hề quan trọng lắm. Tôi bấm vị trí ở đây. Các bạn chuột trái vào. Sau khi có vị trí Text rồi, tôi bấm vào phần Edit để chỉnh sửa. Chúng ta cùng nhau ghi chữ ở đây để dễ quan sát hơn. Để kích cỡ chữ hiện ở đây, chúng ta cùng nhau thay đổi thông số này. Tôi nhấn chặt chuột trái và kéo lên. Các bạn đã thấy chữ chúng ta vừa ghi đúng không nào? Nếu như các bạn muốn thay đổi phông chữ, một là bôi đen, hai là ấn vào đây, chúng ta hãy cùng nhau thay đổi phông chữ. Ngoài ra, chúng ta có thể biến đổi kiểu hiển thị. Và những kiểu nét viền. Bên cạnh đó, chúng ta có thể tăng chiều cao nếu muốn. Và tạo cho chữ độ trong và đục. Tôi nghĩ rằng chức năng này chúng ta cũng ít sử dụng, trừ việc chúng ta hay ghi chú mà thôi. Còn bây giờ tôi sẽ xóa đi và chuyển qua chức năng mới. Chức năng thứ hai, đặc biệt, tôi bấm vào đây và chuyển qua phần Reflect Control, tác động tới đối tượng phản xạ. Tôi bấm một vị trí bất kỳ. Và bây giờ, thật đơn giản, chúng ta cùng nhau quan sát những vị trí kính. Tôi chọn di chuyển này. Các bạn quan sát sẽ có sự thay đổi. Tôi di chuyển đối tượng này qua đây. Thì phần phản xạ của chúng ta đã bị thay đổi rồi. Có nghĩa rằng đối tượng của chúng ta chỉ tác động đến phần phản xạ mà thôi. Reflect Control tức là điều khiển những đối tượng phản xạ. Tôi kéo qua đây. Chức năng này sẽ giúp chúng ta điều khiển và lấy các bề mặt phản xạ đẹp hơn. Đương nhiên không cho chúng ta thay đổi hay tùy chỉnh kích thước gì. Tôi thấy chức năng này cũng khá hay và hữu dụng, để chúng ta kiếm một đối tượng phản xạ sao cho đẹp nhất. Tôi tiếp tục xóa và chuyển qua công cụ tiếp theo. Công cụ tiếp theo ở đây, chúng ta có mặt phẳng cắt, tương tự như trong các phần mềm khác như Body Mask hay Revit. Tôi bấm vào đây. Và chúng ta chỉ cần bấm chuột trái một lần, kéo cao lên một chút. Tôi nhấn chuột phải xoay lên. Nhấn Quy. Với chức năng này thì chúng ta chỉ có thể quan sát rõ hơn các đối tượng bên trong nội thất. Đương nhiên, các bạn sẽ không xoay được mặt phẳng cắt này để lấy các mặt đứng hay mặt cắt. Đây là một chức năng hạn chế của Lumion. Tôi có thể di chuyển hoặc tăng phần cao độ lên. Và tôi nghĩ rằng chức năng này cũng khá tiện lợi đúng không nào?